Xin chào các anh em và các bạn, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một clip là kết nối với MetaMask với game HeroQuest nha. HeroQuest thì cái vấn đề kết nối này thì mình cũng đã chia sẻ cho một số anh em rồi, nhưng mà cũng còn một số anh em vẫn còn khó khăn trong cái khâu này. Nhưng mà thật ra là nó cũng là rất đơn giản. Rất đơn giản thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ qua clip này, là đó vấn đề đó. Thứ hai là đây thì để đơn giản hơn thì mình sẽ vào những cái có sẵn trên này, thì các bạn vào bấm cái view more thì chỗ này lúc này bạn thấy cái chỗ này, cái chỗ I want to open the chat thì các bạn bấm vào đây. Đấy. Bạn bấm vào đây thì các bạn thấy cái chỗ này là do cái này tôi đã kết nối ví rồi, tôi đã kết nối ví rồi. Thì thôi bây giờ tôi sẽ bỏ thoát cái ví này ra để cho nó tiện cho các bạn quan sát. Thì các bạn thấy chỗ này là connect wallet nha, các bạn bấm cái connect wallet. Nhưng các bạn thấy để ý rằng gì, tức là chỗ này nó thấy hiện là tức là connect, nhưng mà mình bấm vào connect thì nó lại không đâu, chờ mỗi một con mắt. Thì các bạn có một cái giải pháp tiếp theo, đó là bạn quán quán vào đây cái chỗ cái QR code, gọi là QR code, thì để cái thực hiện cái quét cái này, thì nếu mà bạn nào có sử dụng hai máy thì các bạn cứ chụp cái này và mình quét ha. Còn nếu giả sử như mà mình sử dụng có một máy thì cái này mình chụp màn hình thôi nha. Mình chụp màn hình đi, mình chụp màn hình cho nó cái này. Rồi ví dụ như tôi chụp màn hình này thì các bạn tiếp tục đây nha. Tiếp tục thì bây giờ các bạn qua bên MetaMask ha, bên ví MetaMask, thì các bạn bắt đầu thấy có cái chỗ trên cùng nha. Cái chỗ các bạn thấy chỗ trên cùng đây, cái chỗ nó có cái chỗ đây thì các bạn bấm quét ha. Đó thì lúc này các bạn quét thì nó sẽ hỏi là có kết nối trang web này, thì các bạn sẽ bấm vào đây thôi. Thì khi mà các bạn thấy nó hiện lên như thế này, tức là mình quay trở lại game là mình thấy nó đã kết nối rồi. Quay lại game thì các bạn thấy đây cái chỗ này, tức là bây giờ nó đã có cái kết nối ví rồi. Kết nối với rồi thì cái việc kết nối này nó cũng rất đơn giản, tại vì do một số do lúc mới ban đầu thì mình cũng kết nối bấm connect này nó chưa có được mạng, đồ nói chung là chưa có được suông cái chỗ này lắm, thì chúng ta cứ quay ra cái mã QR code là chúng ta quét là nó sẽ vào. Thì mục đích mình kết nối ví này vào trong cái hero khác của mình thì mình chơi, thì những khi mà nó được phát ra những cái phần thưởng, tức những cái reward mình chơi mình nó thắng thì nó sẽ tự đổ về các cái coin, cái token nó về trong ví của mình luôn, chứ không phải là mình mỗi lần mình phải bấm những cái thao tác, tức là nó tự về. Cảm ơn các bạn đã xem clip, và qua clip này cũng hy vọng là cũng có ích cho một số bạn về việc kết nối ví với game để mình chơi. Mong rằng các bạn sẽ gặt hái nhiều cái thành công từ game này. Và một lần nữa mình chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chào tạm biệt các bạn. Và cũng mong là các bạn nhớ đừng quên là ủng hộ của mình bằng cách là like hoặc là chia sẻ cho các bạn bè cùng xem. Chào tạm biệt các bạn.